Alo, xin chào các bạn. Nay là xem xét của Rubik Ysenev May Cup Deep Pit. Thì cục này nó kêu là chắc có thể đặt nên đặt tên là Ysenev, đặt tên là Infinity Cup. Bởi vì nó gần như là vô tận các bạn. Như khi mình vô mình nhìn, ok, các thành trận tùm lum, không có giải được. Rồi làm sao giải? Nó rất là khó khăn không? Rồi, nhưng mà cục này nó không có giải các bạn. Các bạn Rainbow ra, nó dưới. Thì các bạn tìm một cái viên nào đó nó dính gì à, nó dính gì đùa qua rồi bạn cho nó chạy, cứ cho chạy không à, mình sẽ cứ cho nó chạy làm sao nó chạy được thôi à, cứ chạy không. Nó gần như là May Cup á, nó cảm giác rất là hay ha. Nhiều khi mình cứ làm tưởng mình tưởng đâu là nó chạy chạy thì bình thường, nhưng mà nó theo một cái quy tắc, có một viên nằm dưới đây các bạn rất là khó bỏ lên, nhưng mà cứ cho chạy. Này dưới nè, cho chạy không, này đấy là chưa được thì mình cứ cho nó chạy. Rồi, lên này không, cái viên này nó lên được thì nó sẽ chạy được. Chạy hai cái này song song không, đôi khi nó chạy vòng tròn á. Nó dần mất lại không. Không cần phải xem viên nào vô viên nào ha. Cũng thuộc loại khó ha. Này, nó vô được nè. Các bạn thấy hồi chút xíu mấy cái thanh này nó hợp lại này không? Nó cứ vậy. À, đôi khi nó chạy mình nhiều khi mình tưởng nó vô nè, ha. Nó vô nè mình coi lại không? À, ok vô nè không? Ok, thành một cái cúp. Thấy không? Thì nói vậy, thì vô các bạn để cái nào cũng được. Tùy hướng các bạn làm, không nên đặt nặng là mình sẽ đi chi xe cổ hoặc là ba viên này viên kia. Cái này là May Cup, một phát minh rất là hay ha, nó gần như là cục Rubik duy nhất trên thế giới á. Mà khi mình ramble ra và mình cứ vậy mình đi, hai viên song song chạy một hồi nó sẽ tự vệ. Rất là hay không? Một cái thuật toán rất là hay. Nhiều khi mình nghĩ trên thế giới không có cục Rubik này. À, đây. Nói vậy đó, dù vậy không, mình vô mình hai cái viên này, viên tự do này nằm đây, viên này nằm đây, mình đưa lên không? Mình cho nó chạy, chừng nào nó chạy được nó chạy thôi không? Chứ không quan trọng, qua quan trọng nè, chạy được này không, này chạy được này, ok đó. Các bạn có thể đi vô tận luôn, rất là hay không. Cục Rubik, khái niệm về một cục Rubik, mình ít nhất mình chơi Rubik mình cũng biết những cục rất là lạ. Thí dụ như chơi
Impossible của EJ Cooper vậy. Nhìn vô không có giải được nhưng mà vẫn có chữ xe cộ. Isanyev và Full Tilt chẳng hạn, hai thanh dài. Mình nhìn vô mình không thể tưởng tượng một ngày nào đó nó chạy là nó có được tricycle. Cục này cũng vậy, nó giống như là cục vô tận vậy đó, vô cực. Chạy hoài một hồi là nó sẽ vô được, nó sẽ tự động nó ghép và tự động nó vô. Mình cũng thử nhiều lần nè, các bạn cứ thử không, đừng có nản lòng, cứ cho nó chạy một chút xíu nó sẽ chạy về. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Chúc thành công. Bye bye.